Những sự thật thú vị về vị tướng trận mạc Dương Công Sửu. Quý vị và các bạn thân mến, được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 23 tuổi trong mịt mùng đạn lửa, anh hùng Dương Công Sửu còn nổi danh là một trong những người có thành tích đặc biệt xuất sắc với 15 lần nhận danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Bên ấm trà mộc tỏa hương dịu ngọt, câu chuyện về một thời đạn bom, một thời hòa bình cứ hiện hiện trước mắt ông như một cuốn phim quay chậm. Và những ký ức đó sẽ được chia sẻ qua video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Công Sửu, sinh năm 1950, người dân tộc Tày tại Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cụ thân sinh ra ông là lão thành cách mạng. Năm 1939, làm chủ nhiệm Việt Minh xã Bắc Sơn, nhiều lần bị địch bắt. Truyền thống gia đình và phong trào cách mạng quê nhà đã thai nghén nên một ý chí quyết đoán, một tính cách gan dạ, một phẩm chất cách mạng kiên trung trong ông Sửu ngay từ nhỏ. Ông nhập ngũ năm 1967, khi được tuyên dương anh hùng, ông đang là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 28 đặc công sư đoàn 7 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ký ức những chiến công hiển hách. Tung hoành khắp các mặt trận ở chiến trường Nam Bộ và nước bạn Campuchia, ông đã tham gia chiến đấu và chỉ huy hàng trăm trận lớn nhỏ. Những trận đánh đã đi vào lịch sử như trận tập kích Nam Suối Ngô ngày 29 tháng 4 năm 1970, trận cầu sắt Bà Chiêm ngày 3 tháng 5 năm 1970, trận phục kích chốt chặn Tây Nam Xuông Lộc Ninh ngày 28 tháng 3 năm 1971, trận phục kích đánh xe cơ giới địch trên đường 13 Nam Trơn Thành tháng 4 năm 1972, trận tập kích cụm xe phía Tây Cây Cầy Bình Long ngày 26 tháng 6 năm 1972 và trận Lai Khê ngày 11 tháng 8 năm 1972. Với Trung tướng Dương Công Sửu, những năm tháng binh nghiệp là những năm tháng đáng nhớ nhất. Ông chia sẻ, lúc ra trận, ông cũng như những người đồng đội của mình đâu có nghĩ ra đi là trở thành anh hùng, thành tướng lĩnh. Tất cả chỉ kiên định với mục tiêu phía trước là giải phóng đất nước, quét sạch quân thù. Ông nhớ lại trận phục kích chốt chặn Tây Nam Xuông ngày 28 tháng 3 năm 1971, khi đơn vị ông nhận nhiệm vụ phải chặn đứng quân địch tại chỗ, không cho viện binh của địch từ hướng đông chạy lên giải tỏa, không cho địch thua trận từ hướng tây tháo chạy. Do nhiệm vụ gấp, phải chiếm lĩnh trận địa trước sáng ngày 28 tháng 3. Đường từ đơn vị tới vị trí trận địa thường phải đi mất 2 ngày 3 đêm. Khắc phục khó khăn, vừa đi vừa chạy hàng tiếng đồng hồ. Sau 2 ngày 2 đêm, đơn vị đã đến vị trí triển khai công sự. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ phục kích chốt chặn mà trận địa rất trống trải, xung quanh toàn đồng ruộng nên bộ đội rất lo lắng. Vừa đào công sự, ông cùng với đồng chí chính trị viên vừa động viên bộ đội. Đúng lúc đó, pháo ở các hướng bắn dồn dập vào trận địa. Khi pháo ngừng bắn, địch cho xe tăng kết hợp bộ binh tràn qua trận địa. Ông cùng bộ đội nổ súng, ngay phút đầu, 3 xe địch đã bốc cháy, đội hình địch rối loạn bị ùn lại. Trận địa lúc này đã bị lộ. Địch tập trung pháo nhiều hơn rồi lại cho bộ binh và cơ giới tiến lên nhưng đều bị ta đánh bật ra. Sau 2 đợt tiến công mà không chọc thủng được trận địa, địch cho máy bay ném bom ác liệt vào trận địa. Ông lệnh cho đồng đội giãn đội hình, lợi dụng các rãnh đường để tránh sát thương. Khi máy bay dừng ném bom, lại nhanh chóng trở về công sự, sẵn sàng đánh bộ binh địch. Lần thứ 3, bộ binh và cơ giới địch xông lên nhưng vẫn bị đánh bật ra, không chọc thủng được trận địa, phải rút ra xa, co cụm lại. Khi ông tổ chức cho đơn vị đưa thương binh về, sắp vượt qua lộ 7 thì địch phát hiện. Chúng cho máy bay đánh chặn đường. Ông cùng với đồng chí Vọng chạy vòng sang hướng khác, bắn AK để thu hút hỏa lực địch cho đồng đội rút lui an toàn. Đồng chí Vọng bị thương nặng nói, anh đã mệt cứ để em ở đây, cho đơn vị ra đón sau. Như ông bảo, không thể để Vọng ở đây được, dù hy sinh tôi cũng phải đưa Vọng về. Và hai người về đến đơn vị an toàn. Qua một ngày chiến đấu ác liệt cùng với đại đội 11, đơn vị đã diệt 50 tên địch, bắn cháy 5 xe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
có giá trị chiến thuật cấp chiến dịch, ngụy trang cho đội hình lớn đánh địch. Đơn vị và ông được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Sau chiến thắng ở Tây Nam Xuồng năm 1971, tiểu đoàn 28 được giao nhiệm vụ tổ chức bộ phận đánh nhỏ lẻ trên đường 13 nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, góp phần ngăn chặn địch chi viện tiếp tế lên phía Trơn Thành. Ông được phân công tổ chức 15 đồng chí, có 5 khẩu B-40 tìm địch để đánh. Nghiên cứu nắm được hoạt động của địch, ông lợi dụng chốt cũ của địch cách đường 10m, bố trí trận địa phục kích. Đúng 19 giờ, một chiếc xe Jeep đi từ hướng Nam lên lọt vào trận địa. Ông cho chiến sĩ mang B-40 diệt ngay, rồi dẫn bộ đội xung phong lên mặt đường thu bắt tù binh. Sau đó lại tổ chức cho bộ đội nằm ở hai bên rìa đường, cứ xe địch lọt trận địa là tấn công. Hết xe, đơn vị thu dọn chiến trường rồi rút lui. Lúc địch ở phía Trơn Thành phát hiện ta đánh, chúng bắn pháo vào trận địa, nhưng toàn đơn vị đã về vị trí an toàn. Kết quả, ông và đồng đội đã phá hủy 3 xe, có 1 xe Jeep, diệt 40 tên, có 1 thiếu tá, bắt 6 tù binh, thu 4 khẩu súng AR-15. Thời gian cứ trôi theo quy luật của đất trời kể từ ngày chàng thanh niên dân tộc Tày lên đường nhập ngũ. Mong muốn được tổng quân theo những đoàn quân Nam Tiến rẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước như một mệnh lệnh trái tim. Sức sống trái tim tuổi 17 năm ấy như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Từ báo táp cách mạng đã thai nghén ra một người anh hùng. Những kỳ tích vẫn thường xảy đến trong chiến tranh, và số phận của ông luôn may mắn có được những kỳ tích ấy. Sau khi ông nhập ngũ một năm, người anh trai nơi quê nhà cũng lên đường tổng quân. Giữa miền Đông Nam Bộ trùng trùng điệp điệp quân đi, hai anh em gặp nhau, tay bắt mặt mừng trong giây lát, rồi ông lại phải chia tay để kịp về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Năm 1969, ông bị một mảnh đạn găm vào gót chân trong một trận đánh. Ông được chuyển về bệnh viện hậu cứ. Ông tâm sự, lúc chiến đấu, chưa một lần ông nao núng tinh thần, chưa một lần nhớ nhà. Thế mà nằm viện, nỗi nhớ quê nhà bỗng ập đến, cồn cào, đau đáu. Khi còn ở nhà, mẹ ông vốn hay đau bệnh, nên sau một thời gian dài đi chiến đấu, ông đã từng nghĩ rằng mẹ mất rồi. Vậy nên trong những lá thư gửi về hậu phương, ông không hề nhắc đến mẹ. Người lính trở về. Sau ngày giải phóng, ông Sửu nhận quyết định về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Trở lại quê hương sau những năm tháng chiến tranh gian khổ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ của người con kiên trung ấy lại có dịp tỏa sáng trong công cuộc kiến thiết và xây dựng quê hương đất nước. Từ năm 1990 đến năm 1999, ông được giao trọng trách là chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, nhận nhiệm vụ đảm bảo phòng thủ biên giới trong bối cảnh căng thẳng chiến sự khu vực biên giới. Cũng trong năm 1990, Trung Quốc mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang dự Đại hội Thể thao Châu Á. Ông chỉ đạo đơn vị dò gỡ mìn ở khu vực biên giới, mở đường lên cửa khẩu Hữu Nghị để đưa đại tướng qua. Kinh nghiệm trận mạc đã giúp ông chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao. Từ năm 2000 đến năm 2010, ông vinh dự được cấp trên điều động giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 1. Nhận nhiệm vụ mới, tên tuổi ông gắn với những ngày đầu khởi công xây dựng dự án đường tuần tra biên giới. Ông luôn khắc khoải, mong ước, thắp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, chỉ đạo công tác quốc phòng toàn dân và giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân. Ở gia đình, tướng Sửu là người khá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con, nhưng chan hòa với các cháu nhỏ, hàng xóm láng giềng. Các con ông đều nỗ lực học tập, phấn đấu, trưởng thành, đang công tác tại địa phương. Trong đó có đồng chí Dương Công Anh nối nghiệp cha, hiện là đại úy, trợ lý tài chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Nhớ lại cái thời mà cả tiền tuyến, hậu phương đều gạt đi những giọt nước mắt riêng tư, chờ đợi giấc mơ hồi sinh đầy ước vọng về một lý tưởng chung là độc lập, thống nhất nước nhà. Với người bạn đời của ông là những xúc cảm không thể nào quên. Chưa từng nao núng trước cái chết, quyết đoán, mưu lược, vượt qua mọi nguyên tắc chuẩn mực về chiến thuật, ông chỉ tin thực tiễn là thước đo chính xác cho từng trận đánh, lập nên bao chiến công khắp chiến trường Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ông là một vị tướng của trận mạc, là nốt nhạc son trong bản hùng ca của quân đội nhân dân Việt Nam. Trở về đời thường,
ông vẫn ngân lên những giai điệu bình dị của một nhân cách lớn về đạo đức cách mạng của người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Những cống hiến của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Công Sửu đã để lại cho bạn những ấn tượng như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.